Rồi hello cả anh em nha, hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình mới về được một ít máy 125 con tay có đời trên, lắp đặt cho tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67 ha. Đây là máy của máy qua 125cc, máy hàng Đài Loan mới 100%, máy 125 con tay 4 số có đời, mà đây là đời trên nha anh em, đời trên nha. Thì giá cho cục máy 125 con tay này shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán có giá là 4 triệu một cục, bao anh em thầy thợ test là đúng máy mới 100%, hàng Đài Loan chưa sử dụng. Tất nhiên máy mới thì mình bán là bao nổ bao im, bao không giọng hú cho anh em rồi nha anh em. Giá là 4 triệu một cục nha, chỉ cục máy thôi, ngoài ra là không có gì thêm nha. Cục máy nắp cá đúng máy 125 nha. Đó, giá rất là tốt, tại máy này mình mua thanh lý được giá tốt nên bán giá tốt cho anh em. 4 triệu máy 125, máy này về anh em mà chơi cúp 67 win Charlie này kia bỏ vô là rất là ngon, tại vì nói với tầm khoảng 4 triệu anh em mà không thể nào mà mình có thể mà gọi là lên được cục máy như thế này. Toàn bộ máy mới 100% nha, máy 125 con tay đây, con tay nha anh em, con tay 4 số, máy là 4 số. Đó, máy mới 100%, bao anh em thì thợ test nha, rất là đẹp, giá tốt lắm, 4 triệu là quá tốt, cực đẹp, long lanh, giá quá rẻ, chỉ có 4 triệu là anh em đó cục máy 125 về gác lên chạy nha. Còn anh em nào không thích thì mua về sàn lốc số qua, máy này có đời nha, có đời. Đó, máy 125 có đời, rất là đẹp. Rồi số lượng không nhiều, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha, để sở hữu được cục máy 125 con tay hàng Đài Loan mới 100%, mức giá hời chỉ 4 triệu thôi ha.